hơi nhăn là do mình chưa có ủi. Vô. Chưa thấy ai chưa luôn. Đừng có nói tên, mai con thả cái ly vô nút comment đó. Chào mọi người nha. Hôm nay em like đầm với sếp nha mọi người. Chia sẻ like giùm em, đầu like em bán mấy cái hàng bơm với mấy cái hàng tồn á. Hàng bơm với hàng lựa một cái nha. Rất là nhiều luôn. Cái cục này là cục sếp. Chia sẻ giùm em nha. Chào anh em nha con. Chị em mượn cây kéo cắt mấy cái cục bơm. Mấy cái nhỏ. Rồi chia sẻ like nhiều lên nha mấy chơi. Chia sẻ like đi, giá rẻ bất ngờ nha. Chiếc chân Mỹ này em bữa mua cái gì. Mọi người chia sẻ like đi. Hú 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 bấm. Hú hú hú. À, chân Mỹ là đồ bộ. Đồ bộ bữa bán 65.000. Bây giờ bán bao nhiêu đây? Đồ bộ không luôn. Đồ bộ chưa mấy sau nó hỏi. Chào mọi người nha, chia sẻ like đi, chia sẻ like đặng mua mấy cái hàng bơm này giá cực kỳ sốc ốc. Đây hàng bơm đây. Hàng bơm hàng một cái đây. Chào mọi người nha, chia sẻ like đi. Lên 100 view em bán đồng giá 85.000 nha. Xếp lên 100 view đồng giá xếp 85.000 nha. Còn đầm váy thì đồng giá 101 ha. Đồng giá 101 nha, lên đúng 100 view mới. Chào Kim Phượng nha, lâu quá không gặp em. Rồi mấy chế chia sẻ lên đi. Hôm nay ai chia sẻ nhiều nhất là em tặng bông tai em đang mang nha. Hôm bữa trước cái chị mà được tặng bông tai đó là cái chị đó không mua hàng nên em không có gửi đi được nha. Mọi người nhớ có tặng chia sẻ vô nhóm á, thanh em ơi, là không có bị chặn thôi. Chia sẻ vô nhóm á, mọi người chia sẻ vô nhóm đi, đặng cho đừng bị chặn nha. Hôm nay lên 100 view em bán đầm em đang mặc, cái đầm canh đang mặc 101 hết luôn nha. Bình thường mấy cái đầm này vô shop có thể giá từ giá 180-220 nha mấy chứ. Các hàng với thun nha. Chào chị Hoa. Bắt đầu chia sẻ đặng cho lên 100 view em bán đồng giá 101 xét là 85.000 ha. Thấy mọi người nha. Rồi bây giờ em bán mấy cái hàng bơm với điều kiện. Em bán mấy cái hàng bơm này với điều kiện là ai chia sẻ mới mua được mấy cái hàng bơm này nha ha. Ai chia sẻ mới mua được mấy cái hàng bơm này nha. Rồi, hôm bữa là bộ bán 65.000, bây giờ hàng bơm bán 55.000 nha. À con chia sẻ nhóm công khai á anh em ơi. Chia sẻ nhóm công khai á là không có cần đợi xác nhận, chia sẻ nhóm công khai là không cần đợi xác nhận nha ha. Hồi live trước là cái chị Tạ Phương Thảo gì đó, chia sẻ nhiều nhất chia sẻ 60-70 nhóm gì đó, nhưng mà lý do là mua hàng, bấm mua rất là nhiều, mua hết mấy cái nhưng mà không có nhận hàng luôn, thành ra tặng không có được nha. Rồi bây giờ em bán bộ nha. Bộ 55.000, hôm bữa bán 65, bây giờ bán bộ 55 nha. Ai mua thì nhanh tay giùm em nha. Bộ 55 nha. Bộ 55 dành cho những người chia sẻ nha. Đã chia sẻ đồ bộ lại rồi, cảm ơn Yến Quanh nha, đã chia sẻ nha. Em bán đầu like giá siêu rẻ này á, cho mấy chế nào mà chia sẻ nha. Cái này cái gì ở đây nè, Nguyễn Thị Thanh Lan. Cái này là set nè ha. Set nha mọi người, set đầm rất là đẹp nha. Đây là set đầm hàng